Sử dụng tốt thời gian Chúa ban. Của Linh Mục Vũ Văn Tự Chương, Nhà xuất bản Hồng Đức. Bài 1. Dùng thời giờ để tìm nước Thiên Chúa trước hết. Quyết tâm dịp đầu xuân. Dịp đầu xuân là lúc thuận tiện để chúng ta suy niệm về thời gian. Trong những giờ phút cuối cùng của năm cũ, chúng ta cảm nhận rõ ràng bước chân chuyển động của thời gian. Thời gian thì thật ra lúc nào cũng thế, nhưng con người bận rộn với biết bao công việc, phải lo toan đủ chuyện trên đời. Có mấy lúc nghĩ đến thời gian, chính là lúc nghiêm trang tiễn biệt năm cũ, đón chào năm mới. Con người mới thấy hết sự thiêng liêng, sự chuyển động âm thầm của thời gian. Như người ta thường nói, thời gian trốn nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Mới ngày nào chỗ kia còn khu đất trống trơn, thì nay đã mọc lên một ngôi nhà nhiều tầng, khang trang bề thế. Cũng mới ngày nào, cây táo trước nhà còn bé tẹo, cành lá lơ thơ, thì mùa xuân đã cho lứa quả đầu mùa. Một chú bé, ngày nào còn mặc quần đỏ, nay đã lớn phồng lên thành một chàng trai cường tráng. Một cô bé, ngày nào còn ốm tong teo, mà nay đã trở thành một cô gái sắc sảo mặn mà. Thời gian qua mau quá, mới ngày nào, bao nhiêu nước đã chảy qua cầu. Vậy dịp đầu xuân, khi suy nghĩ về thời gian, chúng ta tự đặt cho mình câu hỏi: chúng ta đã dùng thời giờ như thế nào? Những ai sống và làm việc tại thành thị thường bận tâm đến công ăn việc làm hơn là quan tâm đến phẩm chất hoặc chất lượng của lối sống. Vấn đề được đặt ra cho nhiều người là cường độ và sức ép của công việc thường gây bệnh stress, làm cho cuộc sống bị căng thẳng. Nhưng lý do sâu xa hơn, đó là sự suy nghĩ rằng nếu không bận rộn làm việc thì có nguy cơ làm uổng phí cuộc đời của chúng ta. Nếu suy nghĩ như vậy thì chúng ta đã quên rằng trong nhiều xã hội, kể cả các xã hội đã đạt được đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật, nơi con người như được chắp thêm đôi cánh thần kỳ, đôi bàn tay tuyệt diệu, làm nên biết bao điều mới lạ, như đã chế tạo được những con tàu vũ trụ và đi vào vũ trụ, thì cả trong các xã hội đó vẫn còn nhiều chỗ để con người có thời giờ tư duy, nói chuyện, đi lại giao tiếp, phát triển quan hệ xã hội và có thời giờ để cầu nguyện. Chúng ta, những người Kitô hữu, cần phải lắng nghe những người như thế, vì chính họ nhắc nhở cho chúng ta là nước Thiên Chúa cần được xây dựng bởi hành động của chúng ta, bởi sự thinh lặng và sự nhìn nhận rằng chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta. Đã có một người như thế, đó là Søren Kierkegaard, thần học gia kim triết gia người Đan Mạch. Người đã sống hầu hết cuộc đời tại Copenhagen và qua đời năm 1855. Trong tác phẩm Luận về Kitô giáo, ông viết: nếu chúng ta muốn biết được Thiên Chúa, chúng ta phải trở nên hư vô và không làm một điều gì hết. Vậy chúng ta phải có thứ cố gắng nào để có được hoặc đạt được nước Thiên Chúa? Phải chăng tôi phải đi tìm một việc gì phù hợp với tài năng và quyền lợi của tôi, để nhờ đó và qua đó tôi có thể gây ảnh hưởng ra chung quanh? Không, trước tiên bạn phải tìm nước Thiên Chúa đã. Tôi phải đem tất cả tài sản của tôi cho người nghèo ư? Không,
Trước hết, bạn phải tìm nước Thiên Chúa đã. Tôi phải ra đi và rao giảng giáo lý cho thế giới này ư? Không, tiên vàng, hãy tìm nước Thiên Chúa đã. Vậy, nếu như thế, trong một ý nghĩa nào đó, tôi sẽ không phải làm một điều gì cả sao? Phải, chắc chắn là như thế. Trong một ý nghĩa nào đó, bạn không phải làm gì cả. Bạn phải biến thành không. Bạn phải trở nên hư vô trước mặt Thiên Chúa. Bạn hãy học giữ thinh lặng, vì trong sự thinh lặng là có sự khởi đầu. Sự khởi đầu đó là hãy tìm nước Thiên Chúa trước hết. Nếu năm mới có thể có khả năng đưa lại cho chúng ta một sự khởi đầu mới, thì quan niệm trên có thể thành một khẩu hiệu tốt để chúng ta đem theo trong những ngày tháng sắp tới. Hãy học giữ thinh lặng, vì trong sự thinh lặng có sự khởi đầu. Đó là hãy tìm nước Thiên Chúa trước hết. Điều này xem ra không thể thực hiện được đối với những người có một cuộc sống thật bận rộn và kiểm soát được cường độ hoạt động của họ. Nhưng ngược lại, điều đó lại có thể thực hiện được đối với những ai sống trong môi trường sinh thái thiên nhiên, nơi hoang dã, nơi đồng ruộng, hoặc đối với các nhà tư tưởng như Kierkegaard chẳng hạn. Có thể là như thế. Rất bận rộn là một chuyện, còn lầm tưởng bận rộn với làm việc lại là chuyện khác. Điều quan trọng không phải là điều chúng ta làm, nhưng là điều chúng ta là. Hay nói cách khác, là do bản thân con người thực sự của chúng ta có ra sao hay không. Chúng ta không sống lấy cho một mình chúng ta tình yêu của Thiên Chúa, nhưng chúng ta lãnh nhận tình yêu ấy như là một ân huệ. Nhưng không, hoạt động có thể là cần thiết, nhưng không nên lầm lẫn mà đánh giá quá cao hoạt động của chúng ta. Chúng ta phải đến trước Thiên Chúa mà không được đánh giá sai lầm về các hoạt động bận rộn của chúng ta. Chúng ta phải học giữ thinh lặng trước mặt Chúa và phải biết nhận ra sự thiếu thốn của mình, chứ đừng chú tâm quá đến thành tích mà chúng ta đã đạt được. Và đây là khởi điểm để chúng ta khám phá ra được nước của Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng ta, và xin Người luôn gìn giữ chúng ta trong tình yêu của Người suốt năm và luôn mãi. Bài 2: Thời gian và hoạt động thiêng liêng. Giá trị của thời gian. Nói đến thời gian là nói đến một phương tiện thiết yếu và lớn lao, có giá trị đích thực trong đời sống con người. Thời gian sẽ rất quý giá nếu chúng ta biết cân nhắc, sử dụng trong tất cả các hoạt động hàng ngày, và sẽ càng quý giá biết bao khi chúng ta biết dùng thời gian để khoác vào cuộc sống của riêng mình một giá trị thiêng liêng. Thật vậy, muốn thực hiện bất cứ một công việc gì, dù không đáng kể, chúng ta cũng phải cần đến thời gian. Thời gian giúp chúng ta hoàn tất công việc và đạt tới thành quả. Nhất là thời gian có thể trở thành một phương tiện đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa. Mỗi phút giây trôi qua là thời gian đã bước vào một dĩ vãng xa vời của chính nó. Và thời gian còn lại sẽ là sự tiếp diễn của một tương lai vô hạn. Nhưng thời gian của chúng ta không bao gồm tất cả những hiện hữu của quá khứ và tương lai, mà thực ra mỗi người trong chúng ta chỉ được Thiên Chúa ban cho một thời gian nào đó với một hạn định
riêng biệt. Con người chúng ta được sinh ra giống hình ảnh của Thiên Chúa, và Ngài còn tác tạo nên mọi loài mọi vật, cùng tất cả những phương tiện khác dành riêng cho chúng ta. Ngài đã ban cho thời gian để chúng ta sống và hiệp nhất với nhau. Vì thế, thời gian của chúng ta có giá trị biết bao. Đó hẳn là dấu chỉ của một tình yêu tuyệt đối, một báu vật thiêng liêng, một hành trang cao cả, hay một cơ hội thuận tiện mà Thiên Chúa đã dành riêng cho con người chúng ta. Vậy, chúng ta phải biết nhận lãnh và chiếm hữu thời gian một cách trọn vẹn, và phải biết sử dụng ngay, đừng chậm trễ trong những hoạt động thiêng liêng của cuộc đời chúng ta. Thời gian và những hoạt động của chúng ta. Đời sống của chúng ta đã được phát họa trong một phạm trù rất đặc sắc, đó là được ở bên cạnh Thiên Chúa, và tuyệt diệu hơn, được kết hợp làm một với Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, sự hợp nhất này không phải chỉ được thể hiện qua kinh nguyện hằng ngày, hay chỉ được chứa đựng trong một tâm hồn hướng thượng. Nhưng điều quan trọng là phải được thể hiện qua thời gian hoạt động và qua những thành tựu của chính bản thân chúng ta. Như vậy, hoạt động của chúng ta là thời gian vươn mình tới Thiên Chúa bằng tất cả sức mạnh của niềm xác tín và sự say mê, để chiếm hữu lý tưởng của Thiên Chúa qua cuộc sống hằng ngày và qua những thành tựu của bản thân chúng ta, là sự góp nhặt những yếu tố cao đẹp và cường độ đam mê Thiên Chúa trong mọi hoạt động chung quanh. Nói như thế, không phải để chúng ta trang trải những tư duy mơ hồ, nhưng thực sự, đó chính là nguồn sống, là công cụ để chúng ta đo lường, luyện tập và áp dụng trong tương quan những thử thách mỗi ngày. Do đó, thời gian của chúng ta là một thời khóa biểu dành cho những hoạt động gương mẫu đối diện với Thiên Chúa. Thái độ của chúng ta phải có là cứ đón nhận thời gian Chúa ban và sẵn sàng vâng phục để đạt tới những khát vọng thiêng liêng. Cầu nguyện trong hoạt động. Hoạt động của chúng ta hướng về những kết quả có giá trị thiêng liêng mà chúng ta không thể tách rời sự cầu nguyện ra khỏi hoạt động. Cầu nguyện không chỉ là những lúc chúng ta ngồi thinh lặng, nghĩ tưởng đến Thiên Chúa, nhưng ngay trong lúc chúng ta hoạt động, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện. Bất cứ làm một công việc gì, dù nhỏ nhặt đến đâu đi nữa, chúng ta có thể cầu xin Chúa cho công việc đó được có kết quả. Nhờ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài thành quả tốt đẹp chúng ta đã đạt được. Mỗi ngày, chúng ta vẫn thường phân chia thời gian để sinh hoạt. Có thời gian học tập, thời gian lao động, thời gian giải trí, thời gian chơi nhạc, thời gian nghỉ ngơi và thời gian dành cho những sinh hoạt khác. Chúng ta có lẽ không quên dành thời gian để cầu nguyện. Thật ra, thời gian cầu nguyện không thể tách rời ra ở một phạm trù riêng biệt, nhưng cần được kết hợp trong tất cả mọi hoạt động của con người. Như vậy, sự cầu nguyện đã làm tăng thêm giá trị cho từng công việc của chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện ngay trong khi làm việc, vì tất cả mọi công việc từ khởi điểm đến hoàn thành, chúng ta mới có thời gian. Nhưng cả khi chúng ta chết, chúng ta cũng được lãnh nhận thời gian. Thời gian ấy là thời gian vĩnh cửu, thời gian của sự sống đời đời. Thời gian của chúng ta theo ngày tháng qua đi,
không thể tìm lại được. Vì một quá khứ xa xôi, làm sao có thể tới gần hiện tại? Một hiện tại không biết chờ đợi và không ngừng trôi qua. Chính vì vậy, chúng ta hãy thực hiện ngay lúc này công việc của ngày hôm nay, và hãy làm ngay hôm nay công việc của ngày mai. Nhận thức sâu sắc được ý nghĩa và giá trị tuyệt đối của thời gian, chúng ta hãy quay về với thời gian của chính mình để thực hiện đúng theo chương trình của chúng ta đối với Thiên Chúa. Hãy kiểm soát lại, đừng để phung phí hay đánh mất thời gian. Chúng ta cũng đừng quên lãng hiện tại, vì đó là phần thưởng của Thiên Chúa. Chính Ngài đã dành trọn cho chúng ta để chúng ta sử dụng thời gian. Bài 3. Thời giờ thật ngắn ngủi. Trong cuộc sống con người, chúng ta thường đề cập đến thời giờ, như khi chúng ta hỏi mấy giờ rồi, hoặc khi chúng ta ghi nhớ những ngày sinh, ngày rửa tội, ngày thành hôn và cả ngày tử của những người thân trong gia đình. Chúa Giêsu cũng đã đề cập đến thời giờ như trong phúc âm theo Thánh Mặc-cô. Đoạn thứ nhất có chép: ngay sau khi Gioan Tẩy Giả bị tống giam, thì Chúa Giêsu đến xứ Ga-li-lê để rao giảng tin mừng của Thiên Chúa mà rằng: thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần bên, anh em hãy hối cải và tin vào phúc âm. Xem Mùa Chay chương 1 từ câu 14 đến câu 15. Hay như ở một chỗ khác, Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ của Ngài: hãy sẵn sàng, vì vào 9 giờ các con không ngờ Con Người sẽ đến. Xem Matthew chương 24 câu 44. Trong Kinh Thánh, từ thời gian bao hàm một ý nghĩa rất hệ trọng, có tính cách quyết định, và thời giờ thật ngắn ngủi, như lời Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết trong thư gửi cho các tín hữu Côrintô, thư thứ nhất của Côrintô chương 7 câu 29. Thật vậy, cứ theo kinh nghiệm bình thường của cuộc sống, nhất là đối với những người đã bước đến tuổi già, thì giờ hình như trôi qua mau quá. Thời giờ thật ngắn ngủi, nhưng thời giờ ngắn ngủi mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta đó không phải là cớ để chúng ta phải bi quan, hoảng sợ, hoặc để chúng ta ngồi yên không làm gì cả. Trái lại, thời giờ ngắn ngủi giúp chúng ta ý thức sâu xa về sự quý giá của nó và về sự khẩn trương của lời Chúa kêu mời chúng ta dấn thân phục vụ trong cuộc sống hàng ngày. Cho dù chúng ta thuộc lứa tuổi nào, trẻ hay già, cuộc đời cũng thật là ngắn ngủi. Và vì thế, thời giờ để chúng ta dấn thân phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh em là chính lúc này đây, trong giây phút này. Thời giờ quý báu, và hơn nữa, có một sự khẩn trương đang đè nặng trên đôi vai chúng ta để chúng ta biết sử dụng thời giờ. Bởi vì thời giờ qua đi không bao giờ trở lại, cũng như chúng ta không thể có cơ may thứ hai hoặc một cơ hội mới. Những năm tháng cuộc đời của chúng ta cũng giống như một dòng nước chảy qua nhưng không hề trở lại. Người dân Zimbabwe có câu: không ai có bể tắm hai lần trong một dòng sông. Và người dân Ả Rập thường nói: có ba thứ không bao giờ trở lại, đó là một đồng tiền đã tiêu, một lời đã nói ra và một cơ may đã mất. Mỗi một giai đoạn thời gian trong cuộc đời trần thế của chúng ta có ý nghĩa đời đời, không thể níu kéo lại
và không thể lặp lại một lần thứ hai. Thời giờ thật ngắn ngủi, chúng ta hãy sử dụng thời giờ cho trọn vẹn trong Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã kêu mời chúng ta dấn thân trong đời sống phục vụ. Trong một bài chúc mừng Giáng sinh, vua George VI nước Anh đã có những tư tưởng giống như thế, những tư tưởng đẹp mà cho đến ngày nay người ta vẫn còn ghi nhớ. Tôi chỉ đi qua trần gian này có một lần, vậy thì bất cứ điều gì tôi có thể làm cho một người, bất cứ một cử chỉ nhã nhặn nào có thể biểu lộ, thì tôi thực hiện ngay giây phút đó, không trì hoãn, không cố tình trì hoãn, không cố tình làm biến, bỏ qua, bởi vì tôi sẽ không đi qua trần gian này. Bài 4. Thời giờ, ân huệ của Thiên Chúa. Thời giờ là một ân huệ của Thiên Chúa. Chính vì không biết sử dụng thời giờ mà nhiều người trong chúng ta đã hư đi. Chỉ trừ những người có đức tin, những người làm việc lành phúc đức, những người cùng nhau cộng tác để giảng dạy chân lý. Sự nhẫn nại và sự vững tâm bền chí, thời giờ là nguyên liệu quý giá nhất của chúng ta. Không có gì mà chúng ta không phải dành thời giờ hoặc sử dụng nó cho đúng đắn để có thể sắm lấy cho mình. Chúng ta có thể dành thời giờ để kiếm sống, để thương lượng của cải, để lao động, để đi tìm thú vui hoặc hưởng nhàn. Muốn cầu nguyện, chúng ta cần phải có thời giờ, cần phải có thời giờ để đọc kinh thánh, cần phải có thời giờ để đến thăm viếng nhau, để chăm sóc những người đau yếu. Nếu suy nghĩ nhiều hơn nữa, chúng ta hãy nhận ra rằng điều mà chúng ta thực sự đã hy sinh không phải là thời giờ, mà chính là những điều mà chúng ta đã dành thời giờ để tìm kiếm. Những việc mà tự chúng ta có thể đối nghịch với những mục tiêu trong cuộc sống, những điều vô nghĩa, không quan trọng hoặc kém quan trọng khi đem so sánh với những công việc của Thiên Chúa. Vì thế, khi hiến dâng thời giờ của chúng ta cho Thiên Chúa, trước hết và trên hết mọi sự khác, chúng ta phải hy sinh nhiều điều khác nữa, những điều đòi hỏi thời giờ của chúng ta. Vậy, làm sao chúng ta có thể quyết định hy sinh những điều đó và thời giờ của chúng ta cho Thiên Chúa? Xin hãy nhớ rằng, thời giờ là một cái gì mà chúng ta không thể nắm giữ lại được, cho dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thời giờ luôn luôn lẩn trốn, vụt nhanh khỏi chúng ta, cho dù chúng ta đã sử dụng nó cách nào. Đối với chúng ta, thời giờ có giá trị ở chỗ chúng ta nhờ nó mà kiếm sắm một cái gì, và cái gì đó mà chúng ta đã kiếm sắm được sẽ tồn tại trong khi thời giờ sẽ tan biến đi. Chúng ta hãy luôn ý thức rằng mỗi một giai đoạn trong thời gian tùy thuộc vào điều mà chúng ta lựa chọn. Hoặc chúng ta sẽ được hạnh phúc đời đời, hoặc sẽ phải chịu đau khổ triền miên. Và khi đã ghi nhớ lấy điều này, chúng ta sẽ được thêm can đảm để sẵn sàng hy sinh thời giờ của chúng ta. Tại sao chúng ta lại không thể hy sinh chính cái điều sẽ dẫn đưa chúng ta đến chỗ bất hạnh triền miên và làm cho lương tâm của chúng ta bị dằn vặt? Vậy, đang khi thời giờ qua đi, chúng ta hãy tự hỏi, tôi được cái gì? Một điều chóng qua hay một điều tồn tại mãi? Điều đó có làm lương tâm tôi day dứt, hay tôi sẽ cảm thấy vui sướng khi biết hy sinh thời giờ để phụng sự Thiên Chúa? Đó là sự đòi hỏi của niềm tin của chúng ta, và tất cả chúng ta đều được mời gọi đáp trả một cách thật quảng đại. Bài 5. Dĩ vãng.
Nói đến dĩ vãng là nói đến thế giới riêng tư của mỗi người chúng ta. Và không ai có thể quên đi dĩ vãng một cách dễ dàng được. Dĩ vãng có thể là một nguồn hứng khởi, nhưng cũng có thể là một sự ám ảnh cho chúng ta. Nhìn lại dĩ vãng, đã có người cảm thấy thích thú và rất biết ơn một quá khứ trôi qua tốt đẹp. Nhưng cũng đã có người cảm thấy đau khổ và đầy chua xót khi nghĩ đến quá khứ của mình. Vì thế, dĩ vãng có ảnh hưởng rất lớn trong đời sống hiện tại của chúng ta. Dĩ vãng có thể đánh bại hiện tại và gây nên không ít những đau khổ cho chúng ta. Trước vấn nạn này, tinh thần Kitô giáo có thể giúp chúng ta một vài phương thế để giải quyết. Tất cả chúng ta, dù thuộc thành phần hay tầng lớp nào, cũng đã từng sống với nhau, chung trong một gia đình hay chung trong một cộng đoàn. Và hàng ngày, giữa chúng ta đã từng xảy ra những cuộc tranh chấp, cãi vã, những lời nói đay nghiến, xỏ xiên, làm mất lòng nhau, có khi làm tổn thương đến nhau nữa. Nhưng chúng ta phải biết rằng, những chuyện tranh chấp giữa chúng ta hôm nay có thể trở thành một dĩ vãng chua xót cho ngày mai. Vì thế, chúng ta cần phải đổi mới hiện tại bằng cách tránh đi những xung đột, những tị hiềm, những hờn giận, để trang bị một quá khứ tốt đẹp cho ngày mai. Bởi chính chúng ta không thể nào quên đi một cách dễ dàng, nhanh chóng tất cả những sức mẹ chúng ta đã gây nên. Thật vậy, nếu nhìn lại dĩ vãng, chúng ta cảm thấy chính bản thân mình nhiều khi chẳng đem lại lợi ích gì cho người khác, có khi còn làm cho chính chúng ta phải thất vọng, mọi người chung quanh cũng thất vọng, và nhất là làm cho chính Thiên Chúa phải thất vọng. Mỗi lần nghĩ đến những việc chúng ta đã làm đó, lòng chúng ta hẳn không khỏi cảm thấy xót xa. Nhưng nếu chúng ta còn giữ một niềm tin chúng ta vẫn còn nhiều hy vọng, phúc âm Chúa Giêsu đã dạy chúng ta nhờ vào sự hy sinh và cái chết của Ngài trên thập giá. Thiên Chúa đã để dĩ vãng của chúng ta lại đằng sau, và Ngài đã rộng lòng tha thứ cho dĩ vãng đó. Như thế, chúng ta phải nhận lãnh sự đóng đinh thập giá và cũng phải sẵn sàng tha thứ cho nhau, như chính Chúa Giêsu đã xin Cha Ngài tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài. Xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Xem Luca chương 23 câu 34. Trong cuộc sống đã nhiều lần chúng ta bị thương tích, hoặc có khi bị mất mát lớn lao vì lầm lỗi của những người anh em. Thái độ cao thượng là chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho mình biết chấp nhận, chịu đựng khổ đau và biết thứ tha. Vì chỉ khi nào chúng ta biết thứ tha cho người anh em, thì Thiên Chúa mới tha thứ cho tất cả những lỗi phạm của chúng ta. Làm như thế là chúng ta đã hành động theo những lời nguyện hằng ngày mà chính Chúa Giêsu đã truyền dạy. Xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xem Luca chương 11 câu 4. Hãy tha thứ và quên đi dĩ vãng, để đời sống hiện tại của chúng ta được bình an, hạnh phúc. Ai trong chúng ta cũng muốn sống với một hiện tại tốt đẹp, nhưng rất nhiều khi chúng ta lại không quên được dĩ vãng. Dĩ vãng lúc đó trở nên như một sự ám ảnh bao bọc lấy bản thân của chúng ta. Hãy nhìn lên Thiên Chúa và hãy học hỏi nơi Ngài. Đối với một dĩ vãng khó quên của chúng ta, với những lúc yếu đuối, sa ngã, với những thiếu sót, lỗi lầm, Ngài đã quên đi tất cả và đã sẵn sàng tha thứ. Không những thế, Ngài còn thêm ơn cho chúng ta để giúp chúng ta trỗi dậy và trở về với Ngài là nguồn yêu thương vô tận. Vậy,
chúng ta hãy tha thứ cho nhau và cho chính bản thân mình. Chúng ta tha thứ cho người anh em thế nào, Thiên Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta như vậy. Phải biết chấp nhận hy sinh và giúp nhau quên đi những chuyện đã qua. Bài 6 quá khứ. Chúng ta đã có thái độ như thế nào đối với thời giờ? Quá khứ, hiện tại và tương lai. Đức tin Kitô giúp chúng ta thế nào trong thái độ của chúng ta đối với thời giờ? Có bao giờ chúng ta đã nhìn kỹ vào một tấm ảnh kỷ niệm của gia đình chưa? Tấm ảnh của gia đình ông bà nội, ngoại hoặc của ông bà cố nội, ngoại của chúng ta. Có thể những tấm ảnh để lại cho con cháu đó ngày nay đã đổi màu, phai sắc, nhưng con cháu hậu thế ít nhiều vẫn còn có thể nhận ra được bóng dáng của từng vị tiền bối của mình, cũng như chính họ hiện nay đang còn mang trên bản thân mình chút vấp dáng của các cụ. Nước da, màu tóc, góc càm, sống mũi, đôi môi, cặp mắt, vân vân. Những tấm ảnh cũ có thể gợi lên trong chúng ta biết bao kỷ niệm thân thương ngày nào và di sản các cụ đã đánh dấu để lại cho thế hệ đến sau. Di sản truyền lại theo dòng thời gian kéo dài đến cả trăm năm. Di sản này còn bao gồm cả lối sống và óc tự lập, lòng yêu thương và kính trọng đối với tất cả mọi người, không phân biệt già trẻ, lớn bé, sang giàu hay nghèo hèn. Sự chuyển đạt các giá trị từ đời này qua đời kia đã đóng một vai trò quyết định, cho đến cả niềm tin sâu xa nữa. Lại còn một khía cạnh khác mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi thời gian đã qua, đó là những quyết định và những hành động trong quá khứ chắc chắn đã in dấu trên cuộc sống hiện tại của chúng ta. Đôi khi, một quyết định trong quá khứ đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta. Được hưởng cả một gia tài kết xù do ông nội để lại, một người nào đó có thể có đầy đủ phương tiện để ăn học, có một viễn tượng tốt đẹp và tươi sáng để sống, làm việc và thành đạt. Tuy nhiên, cũng có những quyết định khác ngược lại đã ghi đậm nét đau thương trên cuộc sống con người. Vì người mẹ khi mang thai con bị bệnh nặng phải dùng đến độc dược, nên đứa trẻ khi sinh ra phải chịu tật nguyền suốt đời và chịu biết bao sự thiệt thòi mất mát. Thực ra, chúng ta chẳng bao giờ dũ bỏ hoàn toàn được quá khứ, và chúng ta cũng chẳng cần làm như thế. Khi bắt đầu công cuộc rao giảng của Ngài, Chúa Giê-xu đã làm cho nhiều người phải ngạc nhiên bởi thái độ Ngài giải quyết các vấn đề thuộc về quá khứ. Có được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát không? Những người Pha-ri-siêu biệt phái cất tiếng hỏi Ngài khi Ngài vào hội đường và bắt gặp một người bị bại tai. Họ hỏi thế với mục đích là để cáo tội Ngài, vì họ chủ trương rằng trong ngày Sa-bát tất cả mọi người đều phải nghỉ ngơi, không ai được phép làm một công việc gì cả, bởi vì Thiên Chúa sau khi tạo dựng người đã nghỉ ngơi vào ngày Sa-bát. Tuy nhiên, đối với Chúa Giê-xu thì khác. Ngài chủ trương là tình yêu Thiên Chúa không dừng lại trong ngày Sa-bát. Ngài nói, ngày Sa-bát được dựng nên vì con người, chứ không phải con người được dựng nên vì ngày Sa-bát. Còn đối với gia đình của Ngài thì sao? Ngài đã có những thái độ nào khi Chúa Giê-xu bắt đầu công cuộc rao giảng và chữa lành, thì anh em họ hàng Ngài đã muốn can ngăn Ngài? Có lần người ta báo cho Ngài biết là mẹ Ngài và anh em Ngài đang đến tìm Ngài. Ngài bảo dân chúng rằng, ai làm theo ý Thiên Chúa thì người ấy là anh chị em và là mẹ ta. Nhìn lại những tấm ảnh kỷ niệm cũ của gia đình, quả thật là một điều cảm động. Vì thế,
có lẽ việc tốt nhất chúng ta nên làm là cất giữ cẩn thận những hình ảnh lưu niệm đó trong một tập album. Quá khứ và các hình ảnh của quá khứ ở trong tay Thiên Chúa. Bài 7. Hiện tại. Hiện nay, tại Âu Châu, một số nhà thờ, tòa thị sảnh vẫn còn duy trì chiếc đồng hồ lớn ở mặt tiền. Để cứ mỗi khắc 15 phút, lại có một người máy cầm vồ đánh vào chuông treo ở hai bên chiếc đồng hồ để báo giờ. Những chiếc đồng hồ báo giờ này bắt đầu xuất hiện ở Âu Châu vào các thế kỷ thứ 13 và 14 và đã thu hút rất nhiều khách du lịch muốn nhìn thấy tận mắt những chiếc đồng hồ có người máy đánh giờ ấy, muốn nghe tận tai những nhịp điệu rộn rã của tiếng chuông đổ hồi. Thời đó, nền thương mại Âu Châu đang trên đà phát triển mạnh. Việc buôn bán đổi chác cần phải đúng giờ giấc quy định, nên những chiếc đồng hồ đã trở thành cần thiết và quan trọng trong các thành phố. Ngày nay, đồng hồ công cộng do các đài phát thanh thông báo vẫn còn liên kết tất cả chúng ta trong cuộc sống chung hàng ngày. Và đối với thời giờ đang dần dần trôi qua, có một số câu hỏi được nêu ra. Thời giờ qua đi, khắc này qua khắc khác, giờ này nối giờ kia, năm này tiếp theo năm khác, có ý nghĩa gì không? Chúng ta phải đáp ứng như thế nào với dòng thời gian đang qua đi và cứ tiếp tục trôi qua như thế, không bao giờ ngừng lại? Một đằng, chúng ta cần giữ giờ, mà đằng khác, đồng hồ lại cứ tiếp tục tích tắc một cách dẻo dai, dù cho con người có níu kéo lại cũng không được. Một giờ được tính bằng 4 khắc, một ngày được chia làm 24 giờ. Mỗi khoảnh khắc được đo lường bằng một khoảng thời gian lâu tương tự và cứ tiếp tục như thế mãi. Có nhiều người, thay vì tìm cách sử dụng thời giờ sao cho hợp lý và có ích, lại muốn tìm cách chạy trốn thời giờ. Một trong những cách trốn tránh thời giờ là không muốn ý thức rằng thời giờ đang qua đi. Có thể là họ cho rằng họ không thể bị thời giờ, năm tháng chi phối. Họ sẽ cứ trẻ mãi không già. Họ sống trong sự lầm tưởng rằng cuộc đời họ sẽ cứ kéo dài mãi bất tận. Một cách trốn tránh thời giờ khác nữa đó là dìm mình trong ăn chơi trác tán, như người Anh có câu nói: cứ ăn đi, cứ uống đi, cứ chơi đi, vì ngày mai ta sẽ chết. Nhiều người đã tự vệ chống lại thời giờ trôi qua bằng cách này. Tuy nhiên, những chiếc đồng hồ gắn trên mặt tiền các nhà thờ nhắc chúng ta nhớ đến vinh quang, lòng quảng đại và sự vĩnh cửu của Thiên Chúa. Những ai nghe tiếng chuông đồng hồ nhà thờ nhắc nhở có thể nhận ra được nhiều khía cạnh của thời giờ, và tất cả đều đã phát xuất từ Thiên Chúa vĩnh cửu. Thời giờ là một ân huệ của Thiên Chúa vĩnh cửu. Thời giờ là một ân huệ của Thiên Chúa trao ban cho con người. Mỗi giờ mỗi khắc là những khoảng thời gian ân sủng và là những cơ hội được người trao ban một cách tràn đầy. Chính niềm tin như thế đã gây ảnh hưởng rất sâu sắc trên thái độ và cách xử thế của chúng ta. Thay vì cố gắng tìm cách chặn đứng thời giờ hoặc trốn tránh nó, chúng ta hãy sẵn sàng chấp nhận sự hữu hạn của cuộc sống con người. Thay vì giành giật vĩnh cửu về cho chính bản thân mình, mà có muốn thế thì cũng chẳng được. Chúng ta hãy nhìn nhận rằng thời giờ chỉ có thể là một ân huệ của Thiên Chúa. Thiên Chúa của thời gian và của lịch sử. Cho tất cả những ai đặt niềm tín thác ở nơi người, thay vì hạn chế niềm hy vọng của chúng ta vào những thứ có thể đo lường được bằng các phương tiện của thế giới này, chúng ta hãy mở rộng tầm mắt để cảm nhận cuộc sống vĩnh cửu, cuộc sống của Đấng là vua cả vũ trụ, mà người cũng còn dành thời giờ để nhìn đến hoa huệ đồng nội.
Chúng ta có thể thực hiện điều này bằng cách nào? Điều gì đã làm cho con người có niềm tin đằng sau chương trình tốt đẹp đó? Tại sao những ngôi nhà thờ lại là những biểu tượng sống động và cần thiết ở ngay trung tâm các đô thị lớn? Câu trả lời nằm ở trong biến cố đã xảy ra cách đây khá lâu tại xứ Palestine, khi đến giờ Thiên Chúa đã xếp đặt. Một người nữ tên là Maria đã sinh hạ một người con trai. Người con trai này đã rao giảng rằng thời giờ của Thiên Chúa đã đến. Cũng chính người con này rồi sẽ bị giết chết trên thập giá, trong một giai đoạn đặc biệt của lịch sử. Nhưng cuối cùng, người con đã được làm cho sống lại để trao ban cho tất cả chúng ta một thời gian mới. Thật vậy, chính biến cố Đức Giêsu đến trần gian đã chứa đựng tất cả bí mật của thời giờ và của vĩnh cửu. Bài 8. Hôm nay bạn hãy tưởng tượng bạn vừa nhận được một lá thư của một người rất mến thương bạn, và người ấy ở một nơi rất xa. Bạn đọc thư này một cách rất chăm chú, và bạn rất cảm động khi cuối thư người đó báo tin là: "Tôi sẽ đến thăm anh sớm, đến thăm anh sớm, thật tin vui biết mấy." Và bạn bắt đầu tưởng tượng ra cuộc hội ngộ này sẽ tuyệt vời biết mấy. Bất thình lình, cửa mở, và người viết bức thư này đột nhiên xuất hiện và bước vào. Bạn đâu có ngờ là sớm đến như vậy. Bạn thật vô cùng ngạc nhiên. Bạn như bị điện giật. Chả nhẽ lại thế này. Bạn chưa kịp chuẩn bị gì để đón tiếp người ấy. Bạn còn cần có thời giờ nhiều hơn. Có lẽ bạn đã có chương trình khác cho ngày hôm nay. Đây hẳn cũng là cảm giác và phản ứng của người Do Thái tại hội đường Nazareth lúc Chúa Giêsu đã đọc cho họ nghe đoạn sách ngôn sứ Isaiah: "Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi, người đã sai tôi đi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa, gấp sách lại, người trả cho người cần sự, đoạn ngồi xuống." Trong hội đường, mặt mọi người đăm đăm nhìn Ngài, và Ngài lên tiếng nói cùng họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm đoạn sách này nơi tai các ngươi." Xem Luca chương 4 từ câu 18 đến câu 21. Trái bom đã nổ tung. "Hôm nay đã ứng nghiệm đoạn sách này nơi tai các ngươi." Xem Luca chương 4 câu 21. Hôm nay chứ không phải một quá khứ đã xa xưa, như lời các ngôn sứ lần đầu tiên đã được loan báo, và cũng không phải là vào một thời gian bất định nào đó trong tương lai. Hôm nay, các người Do Thái hiện diện đã nhận thức ngay được sự xáo trộn xảy đến trong cuộc sống của họ. Ngay tức thời, ai cho phép ông Giêsu này được quyền tuyên bố như thế? Điều này quả không thể chấp nhận được. Quả thế, câu chuyện đã kết thúc với hồi dân chúng phẫn nộ muốn thủ tiêu Ngài. Họ muốn đẩy Ngài xuống triền đồi, nơi mà thành phố Nazareth được xây cất. Bản tính nhân loại của chúng ta vẫn còn phản ứng lại với Chúa Giêsu như thế. Chúng ta không thể đối diện với Ngài bây giờ. Và chúng ta cũng biết rằng, cuối cùng thì Chúa Giêsu cũng đã bị giết. Người Kitô hữu biết rằng trên thập giá, Chúa Giêsu đã phải chịu hậu quả của sự ruồng bỏ của chúng ta. Có nhiều hình thức ruồng bỏ Chúa Giêsu, và một trong những hình thức đó là cách nói một cách đơn giản: "Xin lỗi, nhưng hôm nay thì không." Có thể là trong quá khứ, chúng ta đã cảm thấy mình gần gũi Chúa Giêsu hơn, và có thể là chúng ta cũng đã đặt kế hoạch là chúng ta sẽ gặp gỡ Ngài vào một thời điểm nào đó
trong tương lai, nhưng bây giờ thì chưa, hôm nay thì không. Hôm nay chúng ta chưa cảm thấy mình sẵn sàng. Có người đã nói, nếu bạn chờ cho đến khi bạn sẵn sàng đón Chúa Giêsu, thì bạn sẽ chờ cho đến đời đời. Chúa Giêsu đã chết cho những người đã không sẵn sàng chờ đón Ngài, trong đó có cả bạn và tôi. Nếu đức tin Kitô có ý nghĩa gì, thì chính Ngài đã không đứng yên đó. Ngài đang sống động, không phải ở một điểm xa xưa trong quá khứ hoặc xa lắc trong tương lai. Chúa Giêsu đang sống động hôm nay. Ngài đến với chúng ta hôm nay. Ngài nói với chúng ta hôm nay. Ngài muốn bắt đầu đổi mới cuộc đời chúng ta hôm nay. Và đây là công việc kỳ diệu của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu đến với chúng ta cũng một cách thế Ngài đến với dân thành Na-gia-rét, trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Cũng như chính Ngài đã nói, hôm nay đã ứng nghiệm đoạn sách này nơi tai các ngươi. Và để nói một cách chân thành, chính hôm nay đây chúng ta đang cần Thánh Linh của Chúa Giêsu. Chúng ta cần sự tha thứ của Ngài. Chúng ta cần đức tin và một sự trấn an lại. Chúng ta cần sự khôn ngoan để biết điều gì là phải, là đúng, và sức mạnh để làm điều đó. Lời cầu nguyện xin được khôn ngoan và sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa soi sáng lòng các tín hữu bằng cách ban cho họ sự sáng của Chúa Thánh Linh. Xin Chúa ban cho chúng con biết phán đoán mọi sự cho đúng, và cho chúng con được vui mừng hân hoan trong sự nâng đỡ thánh thiện của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu con Chúa, Chúa chúng con. Amen. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong ngày lễ ngũ tuần, Chúa đã sai Chúa Thánh Linh xuống đổ tràn đầy tâm hồn các tông đồ niềm hoan lạc và sự can đảm, để các ông mạnh dạn ra đi rao giảng tin mừng. Xin Chúa bằng sức mạnh của Chúa Thánh Linh đưa mọi dân tộc về với lửa tình yêu của Chúa, nhờ Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Thiên Chúa là đấng sáng tạo muôn loài, Thánh Linh Chúa ngay từ buổi ban đầu đã đem lại trật tự, ánh sáng và sự sống. Chúng con cầu xin Thánh Linh một lần nữa đẩy lui những sức mạnh của hủy hoại bất cứ nơi nào trên trái đất này, và xin đem lại bình an và công bằng cho cuộc sống chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin Chúa hãy soi sáng con đường chúng con đi và cả cuộc đời chúng con. Xin Chúa hãy chấp nhận chúng con và sử dụng chúng con vào việc phục vụ mọi anh em của chúng con, trong quyền lực của Chúa Thánh Linh và nhân danh Chúa Giêsu con Chúa. Bài 9. Tương lai. Một vị giáo sư đại học trong một buổi diễn thuyết về đề tài dạy học đã nói rằng, dạy học có thể có một trong hai ý nghĩa này: hoặc đó là sự phát huy tài năng của con người đã sử dụng nó một cách có trách nhiệm và nhằm mục đích thăng tiến kẻ khác, hoặc đó chỉ là việc dạy cho người khác biết đọc, viết đúng chính tả, đúng mẹo luật, mỗi khi họ cần phải đọc hoặc viết lại các khẩu hiệu, các mẫu chữ trên tường và những điều cần thiết khác. Lời phát biểu của vị giáo sư trên đây quả thật là không ngoa. Có lần, một du khách nọ đến tham quan một thành phố đại học thời danh tại Cambridge. Ông đi dạo dọc theo một đường phố, nhìn lên tường của một viện bào chế thuốc, thấy có viết sẵn hai khẩu hiệu: hãy xóa bỏ mọi kỳ thi tuyển và cấp bằng cho tất cả mọi người. Đi xa hơn một chút, người du khách đó lại đọc thấy một khẩu hiệu khác
được viết bằng sơn màu gạch. Những người hiền lành sẽ được đất làm nên cơ nghiệp, và như thế là điều tốt nhất cho tất cả quý vị. Như thế, những gì được viết trên tường, cho dù có sai lỗi chính tả hoặc có ngoằn ngoèo đi chăng nữa, thì cũng đã nói lên cho chúng ta một điều gì đó. Điều này cũng giống như việc các nhà học giả sau khi cố công đọc những câu viết trên tường các ngôi nhà còn lại của thành phố bị tàn phá Pompeii, đã tìm ra được rất nhiều tập tục, thói quen và lối sống của những người dân thành phố này ở thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Ngày nay, ở những nơi có nhiều du khách đến tham quan, chúng ta thỉnh thoảng cũng gặp thấy những tấm bảng yêu cầu cảnh giác, đề phòng hoặc treo trên tường, hoặc trên các thân cây lớn: hãy cẩn thận, có kẻ trộm đang lảng vảng đâu đây. Đó là lời nhắc nhở chính thức của cảnh sát thông báo cho các du khách lưu ý đến xe cộ, xách tay, túi áo, túi quần của mình. Chúa Giêsu trong cuộc sống hàng ngày, Ngài vẫn thường hay nhắc nhở các môn đệ của Ngài bằng các khẩu hiệu: hãy tỉnh thức, hãy canh chừng, hãy mau lẹ. Các con hãy sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến. Tại sao Chúa Giêsu lại nói với các ông như thế? Thời đại của Chúa Giêsu đã sống quả thật là đầy sôi động và có nhiều sự bất an. Hai xứ Judea và Galilea lúc đó đang bị quân đội La Mã chiếm đóng. Họ bắt dân chúng đóng thuế rất cao, và nếu có chuyện gì phản động, họ bị đàn áp một cách rất thẳng tay, không khoan nhường. Nhiều người Do Thái thời bấy giờ mong chờ một thời đại mới sẽ xuất hiện trong tương lai. Họ mong chờ thời đại vương quốc David sẽ trở lại. Họ hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ trực tiếp can thiệp để đem lại tự do cho họ. Từ khắp nơi, người ta hằng ước ao mong chờ đấng Messiah đã được hứa ban sẽ đến đánh bại quân đội La Mã, giải phóng dân tộc, đem lại sự thịnh vượng và niềm vinh quang tự hào cho tổ quốc. Chính trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng này, Chúa Giêsu đã bắt đầu công cuộc rao giảng của Ngài, và dân chúng đã đua nhau đổ xô ra nghe Ngài giảng dạy. Thế nhưng, thay vì đáp ứng lại giấc mơ của họ vốn đang mong chờ một vị lãnh đạo đấu tranh, Chúa Giêsu lại rao giảng một kế hoạch chung tay góp sức xây dựng hòa bình và một sự tha thứ cho người khác bằng chính sự thứ tha của Thiên Chúa. Ngài nói đến nhiều thứ tương lai, Ngài không quan tâm đến vấn đề lương thực, cũng không đề cập đến vấn đề chính trị, nhưng lại nói đến nguồn mạch thâm sâu của sự sống cho mọi người. Ngài nói về nước Thiên Chúa trong sự thẳm sâu của trái tim con người và tại trung tâm đời sống của con người. Ngài nói đến thời gian sẽ đến cho mọi người và ở khắp mọi nơi. Ở đây có một vấn đề xem ra hơi kỳ lạ, đó là trong khi nhiều người nghĩ rằng tôn giáo luôn phải nghĩ đến dị vãng, thì Chúa Giêsu lại đảo ngược tất cả. Ngài nói thời giờ đã mãn và tương lai nước Thiên Chúa đã đến. Vương quốc ấy đang ở đây ngay lúc này, một thực tại đang hiện diện. Vì thế, anh em hãy trở lại và hãy đón nhận nước này. Anh em hãy thay đổi não trạng, thay đổi thái độ và lối cư xử của anh em, thay đổi cả cuộc sống và thời giờ của anh em nữa. Anh em đừng sợ hãi điều gì có thể sẽ xảy đến cho anh em trong thời buổi bất trắc này, nhưng hãy tin vào tin mừng của nước Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa hằng luôn yêu mến anh em như người cha yêu mến con cái mình. Từ quan điểm này, niềm hy vọng Kitô đã trở thành một niềm tin
và người Kitô luôn sẵn sàng nắm lấy những cơ hội, những cơ may mới đang tới. Điều đã xảy ra cho Đức Giêsu đã làm sáng tỏ sứ điệp mà Ngài đến để mang lại. Ngài bị đóng đinh trên thập giá, đã phải chết nhục nhã và bị chôn vùi trong quá khứ. Nhưng rồi Ngài đã được làm cho sống lại sau khi đã chết thật. Và lúc này đây, Ngài đang sống. Ngài đi trước tất cả chúng ta. Ngài quả thật là đấng cai trị tất cả thời giờ và lịch sử. Ngài là Chúa của tất cả thời giờ đã qua và của thời giờ sẽ đến. Và điều đó quả thật là rất xứng đáng để được khắc đậm lên tường bằng những dòng chữ vàng. Bài 10. Thời giờ dưới con mắt của tác giả sách giảng viên. Tác giả sách giảng viên đã cố tìm cách đối diện với các kinh nghiệm khác nhau của cuộc đời một cách chân thành. Các kinh nghiệm khác nhau đều đã xảy ra với mọi người. Tác giả viết: mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời ở dưới bầu trời. Thời để sinh ra và thời để chết, thời để trồng và thời để nhổ cây trồng, thời để giết chết và thời để chữa lành, thời để phá và thời để xây, thời để khóc và thời để cười, thời để than vang và thời để nhảy múa, thời để quăng đá và thời để lượm đá, thời để ôm và thời để tách rời không ôm nữa, thời để tìm kiếm và thời để thất lạc, thời để gìn giữ và thời để vất đi, thời để xé và thời để khâu, thời để nín thinh và thời để lên tiếng, thời để yêu và thời để ghét, thời giặc giả và thời bình an. Giảng viên chương 3, từ câu 1 đến câu 8. Tất cả chúng ta đã hiểu tác giả muốn nói gì. Có thời chúng ta muốn cười và có thời chúng ta cần phải khóc. Có thời chúng ta chẳng muốn nói gì khi thinh lặng là vàng. Cũng có thời chúng ta cần phải nói khi chúng ta muốn chia sẻ với người khác những suy tư của mình. Có thời chúng ta bắt đầu quan hệ với một người nào đó, hoặc có được một việc làm mới, và rồi chúng ta ước mơ những điều mà tương lai sẽ mang lại cho chúng ta. Có thời chúng ta biết mình đã đến bước đường cùng, và chúng ta phải thầm tính lại những mất mát của mình. Đó là những điều tác giả sách giảng viên muốn nhắc nhở cho chúng ta. Phải, tác giả muốn nói với chúng ta rằng cuộc đời của con người cũng giống như một bức thảm đầy màu sắc ngang dọc, quyện lấy nhau, làm thành một bức họa, tạo nên một cảnh trí, vẽ lên thành một con tàu hay một con vật, một con bướm hay một con phượng chẳng hạn. Và mỗi sợi len trong bức thảm đó đều cần thiết cho toàn bộ. Nhưng đâu là kinh nghiệm của toàn bộ cuộc sống của con người? Đó là câu hỏi mà mọi tôn giáo đều cố gắng mang lại một lời giải đáp. Ông Quy, tên tác giả sách giảng viên, đã trả lời như thế nào? Tôi thật không hiểu. Điều này vượt quá sức tôi. Đây quả là một điều lạ đối với một con người được lớn lên trong một truyền thống đạo đức rất mãnh liệt. Thiên Chúa đã tạo thành mọi sự tốt đẹp vào thời của mọi vật, và Người đã trao ban chúng cho chúng ta. Nhưng phần chúng ta chẳng bao giờ có thể hiểu được hoàn toàn điều Chúa làm. Mọi sự đều được đặt dưới quyền kiểm soát của Thiên Chúa. Nếu muốn đặt ra những vấn nạn về cuộc sống, thì tốt hơn hết là chúng ta nên chấp nhận rằng
Thật khó mà có được những câu trả lời. Chúng ta bị bỏ lại đằng sau, trước một điều được xem như là bí nhiệm. Thiên Chúa đã không trao cho chúng ta chìa khóa để mở. Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta phàn nàn trách móc vì không có câu trả lời ư? Không, không có câu trả lời đâu. Ông Quy khuyên chúng ta hãy làm hết sức để sống hạnh phúc. Hãy làm các điều tốt nhất đang khi chúng ta còn đang sống. Tất cả chúng ta hãy cứ ăn, cứ uống, cứ hưởng những điều tốt đẹp mà chúng ta không khó làm ra. Đó là ân huệ của Thiên Chúa. Cuộc sống này là ân huệ mà chúng ta chắc chắn đang được hưởng. Vậy, chúng ta hãy lợi dụng cuộc sống này cách tốt nhất có thể. Hãy sống trọn vẹn và hân hoan mỗi ngày và mọi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Hãy lãnh nhận cuộc sống này như một hồng ân quý giá nhất mà tất cả chúng ta đã nhận được. Quan điểm của ông Quy thật độc đáo và rất sát với thực tế, và lời khuyên của ông cũng nên được người thời nay noi theo. Có nhiều người tuy dù được lớn lên trong bầu khí đạo đức, nhưng nay họ cũng không hiểu bao nhiêu về ý nghĩa của cuộc sống. Họ bằng lòng với lối sống hàng ngày của mình, công ăn việc làm, kiếm sống nuôi thân, xây dựng gia đình, giáo dục con cái. Họ cũng không quan tâm đến xã hội chung quanh nơi họ sinh sống. Họ cố tìm điều gì tốt nhất, không những cho họ, mà còn cho cả những người chung quanh nữa. Dĩ nhiên, lối sống đó thật quý hóa và gây được nhiều tình cảm. Nhưng đôi khi, một số người đạo đức lại quan niệm hẹp hòi. Họ tự cho mình là đã đủ câu trả lời cho mọi câu hỏi, và đôi khi họ còn cố thuyết phục những người khác chấp nhận những câu trả lời của họ. Những người đạo đức đó hình như đã quên rằng cuộc sống này là một ân huệ, cần sống trọn vẹn ân huệ và hưởng hồng ân đó, nghĩa là chấp nhận cuộc sống này như là một hồng ân và sống hồng ân đó. Bài 11. Sử dụng thời giờ cách khôn ngoan. Thời giờ xem ra không bao giờ đủ. Càng tiến bước trên đường đời, chúng ta càng cảm nghiệm một cách sâu sắc là cuộc đời thật ngắn ngủi, và rồi ra giai đoạn kết thúc dần dần hiện ra trước mắt. Trong sách Khởi Nguyên đoạn 24, có một câu rất hay nói về tuổi già. Abraham đã già nua tuổi tác. Có người thắc mắc, chắc là có sự lặp lại trong câu này. Vì đã già nua, thì thế nào mà chả có tuổi tác? Nhưng có một nhà chú giải Kinh Thánh nói là không phải thế. Già nua có thể có nghĩa là thời gian trôi qua. Ngồi cả ngày trước màn ảnh nhỏ, hoặc ngồi coi chiếu bóng đá suốt buổi. Còn tuổi tác thì không phải chỉ có nghĩa là trở thành già nua, nhưng còn có nghĩa là biết sử dụng thời giờ cách khôn ngoan, hữu ích. Một cuộc sống rất phong phú, tràn đầy, lập được nhiều thành tích đáng kể. Thánh Vịnh 90 câu 12. Xin dạy chúng con biết tính sổ ngày đời chúng con, ngõ hầu chúng con đem được khôn ngoan vào lòng. Chúng ta ai cũng biết rằng Thiên Chúa dành cho mỗi người một thời gian sống ở trần gian này, và người trao ban cho mỗi người một số tài năng và khả năng, và người muốn chúng ta sử dụng những tài năng và khả năng này để hoàn thành một điều gì đó trong cuộc đời. Nếu để thời giờ trôi qua, hoặc làm hương phí thời giờ, hoặc không làm gì cả, thì quả thật đó là lãng phí thời giờ quý hóa của cuộc đời chúng ta. Tất cả chúng ta đều cần thời giờ nghỉ ngơi, thư giãn,
để lấy lại sức, để thêm nghị lực. Nhưng có nhiều cách để sống trọn vẹn cuộc sống của chúng ta là bằng cách dùng những tài năng và khả năng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta để phục vụ tha nhân, để làm việc bác ái, để phục vụ cộng đồng địa phương nơi chúng ta đang sống, để giúp đỡ những người nghèo đói thiếu thốn. Thay vì chúng ta sống mà chỉ biết sử dụng thời giờ lo cho những nhu cầu riêng tư và ích kỷ của mình, chúng ta hãy dành ra một giây lát để tưởng nhớ mẹ Teresa thành Calcutta, người không hề lãng phí một thời gian nào của cuộc đời, hoàn toàn dâng hiến cho việc phục vụ tha nhân với một tình yêu trọn vẹn và một sự tận tụy vô bờ. Hay là chúng ta hãy nhớ tới bác sĩ Panat, người Nam Phi, người đã tiên phong trong công cuộc giải phẫu ghép tim. Ngày nay, rất nhiều người trên thế giới này đang tri ân ông và các bạn đồng nghiệp đã theo chân ông trong lĩnh vực này, vì chính nhờ các vị đó mà họ ngày nay còn được sống, điều mà lẽ ra họ đã không có thể có. Lời người xưa đã dạy: ai không làm tăng thêm kiến thức thì người đó làm giảm kiến thức. Tiến bộ hay thoái bộ, tăng trưởng trong học vấn và hiểu biết hay là khựng lại, quên hoặc sống vất vưởng, chẳng bao giờ có đủ thời giờ đâu. Càng sống lâu thì con người lại càng cảm thấy thời giờ qua mau hơn. Thiên Chúa muốn chúng ta sử dụng thời giờ một cách hữu hiệu và có ích, và cách khôn ngoan như tổ phụ Abraham, già nua về tuổi tác nhưng lại giàu có vì được sống nhiều năm và thu lượm được rất nhiều thành tích. Bài 12. Hân hoan vì được dâng lại cho Chúa một phần nhỏ thời gian người đã trao ban. Trên khắp thế giới, trong các nhà thờ, nhà nguyện, trong các hội đường hay đền thờ Hồi giáo, hằng ngày có biết bao nhiêu triệu người họp nhau để cầu nguyện. Họ họp nhau để cầu nguyện, để hát các bài thánh ca, thánh vịnh. Họ dâng lên Thiên Chúa lời kinh nguyện cộng đồng cũng như cá nhân. Họ đọc kinh thánh, họ nghe giảng thuyết, họ thảo luận về các vị lãnh đạo tôn giáo. Họ học hỏi giáo lý với các linh mục, các vị trưởng hội đường, các mục sư, các giáo lý viên. Họ làm tất cả những điều đó để hoàn thành quan niệm và nhiệm vụ phụng thờ Thiên Chúa. Vì sao họ làm như vậy? Vì sao chúng ta làm như thế? Vì sao chúng ta, từng bao nhiêu triệu con người, lại dành ra một số thời giờ, nhiều khi rất quý giá, để làm việc cho việc phụng tự và cho việc đọc kinh thánh? Nếu chúng ta tổng cộng lại toàn bộ số thời gian mà trung bình mỗi người tín hữu dành ra để phụng thờ, để cầu nguyện, để đọc kinh thánh trong nhà thờ, nhà nguyện, tại hội đường, tại các đền thờ Hồi giáo, cộng thêm vào đó số thời gian mà mỗi người sử dụng tại tư gia để cầu nguyện sáng, trưa, tối, như việc đọc kinh trước và sau các bữa cơm, đọc kinh tối trước khi đi ngủ, trong suốt cuộc đời của mỗi người, đây quả là một giới luật tích cực. Cầu nguyện và phụng thờ Thiên Chúa mỗi ngày như đã viết: ngươi sẽ phụng thờ Thiên Chúa là Chúa ngươi. Thiên Chúa trao ban cho chúng ta toàn bộ cuộc sống này, kể từ lúc chúng ta thở hơi thở đầu tiên cho tới lúc chúng ta lìa bỏ trần gian này. Chúng ta không thở một hơi thở, chúng ta không sống nếu tim ngừng đập, và tất cả đều là do ân huệ của Chúa. Thiên Chúa nâng đỡ và gìn giữ chúng ta để chúng ta được sống. Vì thế,
Thật là một điều phải lẽ khi chúng ta dâng lại cho người một chút thời giờ mỗi ngày, mỗi tuần để tạ ơn người. Dâng lên người một phần nhỏ thời giờ mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta để cảm tạ người vì ân huệ được sống, được sức khỏe, để cầu nguyện cho những người thân yêu và để xin người chúc lành cho chúng ta. Thực sự, cuộc sống ngày nay ngày càng trở nên bận rộn và phiền toái, đòi chúng ta phải dành nhiều thời giờ cho nhiều việc khác nhau. Và càng bận rộn bao nhiêu thì lại càng khó mà tìm ra được thời giờ thuận tiện cho việc cầu nguyện cũng như việc đọc Kinh Thánh. Và khi chúng ta dành ra được thời gian trong ngày để cầu nguyện, thì chúng ta cảm thấy mình vừa làm được một việc tự kiềm chế và chúng ta vừa được niềm hoan lạc. Có khi chúng ta phải để cho chuông điện thoại reo mà không trả lời, hoặc ngưng viết một lá thư quan trọng để cầu nguyện. Đôi khi lái xe trên đường trường, chúng ta quẹo sang cho xe nghỉ bên vệ đường để cầu nguyện giây lát. Vì nếu cứ lái hoài thì chúng ta quên khuất đi mất. Đây là kỷ luật chúng ta áp dụng cho mình. Nếu chúng ta từ bỏ cầu nguyện trong ngày như thế một ít lần thì dần dần sẽ quen đi, và cuối cùng thì chúng ta sẽ bỏ luôn. Thời giờ là một món hàng quý mà không có gì có thể thay thế được, bởi vì chính cuộc đời của chúng ta đã có giới hạn. Vậy chúng ta có bổn phận phải dâng lên Thiên Chúa một chút thời giờ mà Người đã trao ban cho chúng ta, là những người đang phụng thờ Người trong các nơi thờ tự của chúng ta. Và đó là điều mà chắc chắn Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta làm như vậy. Bài 13. Dành thời giờ để xây dựng tình thân hữu. Bài 1. Tất cả chúng ta đang sống trong một thế giới đầy dẫy những mối hiểm nguy và đe dọa. Nào là nạn đói ở Phi Châu, bạo lực ở Bangladesh, và đây đó vẫn thường có trận động đất lớn. Nào là chuyện cướp đoạt máy bay, xâm lấn lãnh thổ, chiến tranh hạt nhân. Nào là hận thù chia rẽ vì lý do tôn giáo, kỳ thị chủng tộc, phân biệt màu da, tranh chấp ý thức hệ giữa các siêu cường quốc. Càng ngày, con người như càng nhẫn tâm hơn, đối xử tàn tệ hơn đối với đồng loại. Và sự đau khổ chết chóc như cũng gần gũi hơn với đời sống con người. Biết bao trẻ em vô tội và biết bao gia đình đã phải trở thành nạn nhân của những thảm họa hải hùng đó. Vậy, đứng trước những cảnh thống khổ của con người vì thiên tai, vì sức ép nặng nề của bạo lực đàn áp, khủng bố, vì nghèo túng, đói khát, cùng cực, chúng ta phải có thái độ nào, phải phản ứng ra sao? Dĩ nhiên, chúng ta chỉ có thể sử dụng những phương tiện trong tầm tay, ngoài ra là việc của Thiên Chúa, cùng với những ân huệ của Người. Một trong những phương tiện mà Thiên Chúa đầy tình thương đã trao ban cho chúng ta như một quà tặng vô giá, đó là tình thân hữu. Tình thân hữu, trước hết, là sự cảm thông chân thành, là thái độ sẵn sàng chia sẻ tất cả những thống khổ của người khác. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ được những nỗi ưu tư dằn vặt của tha nhân trước cuộc sống luôn bị đe dọa, chỉ khi nào chúng ta cảm nghiệm được những nỗi đau đớn quằn quại của tha nhân trước cảnh nghèo túng đói khát, thì chúng ta mới nhận thức được chân lý, giá trị đích thực của tình thân hữu và sự thiết yếu của nó đối với đời sống con người quan trọng như thế nào. Thật vậy, nếu tất cả mọi người, mọi dân nước trên thế giới này biết sống hòa bình, thân thiện, hữu nghị với nhau,
con người sẽ không còn cảm thấy, hay nói đúng hơn, sẽ không hề biết tới những hiểm họa chiến tranh hay những nạn kỳ thị tàn ác. Nếu tất cả mọi người, mọi dân nước trên thế giới này biết chia sẻ, phân phối đồng đều cho nhau những tài nguyên, của cải, lương thực, vì tình thương liên đới mật thiết, con người sẽ cảm thấy hạnh phúc, vui tươi thực sự. Và nếu tất cả mọi người, mọi dân nước trên thế giới biết sẵn sàng phục vụ, giúp đỡ lẫn nhau, khi gặp thiên tai, hoạn nạn, có lẽ bộ mặt con người sẽ lạc quan hơn, tin yêu hơn. Tình thân hữu giữa người với người, giữa nước này với nước kia, có thể xóa tan đi tất cả những hận thù chia rẽ và đem lại nguồn hạnh phúc đích thực cho con người, đồng thời dẫn đưa con người đến chỗ thiện hảo. Tình thân hữu cũng còn là một phương tiện nhân loại của Thiên Chúa để tình yêu của người đi vào lòng thế giới, đến với từng người, từng tâm hồn chúng ta. Chính tình yêu của người sẽ làm tăng sinh lực và thánh hóa tình thân hữu của con người chúng ta, để chúng ta có thể kiên trì giữ vững mãi mối dây liên kết thân thiện giữa con người với nhau. Và nhất là để chúng ta biết đáp trả lại tấm chân tình của người đối với toàn thể nhân loại. Ở đây, chúng ta cũng cần lưu ý đến một vài khía cạnh tiêu cực của tình thân hữu, cũng như mọi thứ tình yêu khác. Tình thân hữu cũng có thể bị thương tích, bị đổ vỡ nếu chúng ta không biết vun xới, bồi đắp cho nó, hay chúng ta đã sử dụng nó vì một mục đích xấu, vì tư lợi cá nhân nào đó. Đối tượng chính yếu của tình thân hữu là con người, và mục đích của tình thân hữu là xây dựng một tinh thần hữu nghị, thân thiện, là tạo ra niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhau. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn có thể cậy vào tình thân hữu để được nâng đỡ, ủi an, khích lệ trong những lúc gặp khó khăn. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta có quyền lạm dụng tình thân hữu như một phương tiện để phục vụ cho lợi ích riêng tư của mình, hoặc để đạt tới một mục tiêu nào khác. Yêu mến bạn bè là yêu chính bản thân của bạn, vì lợi ích và vì hạnh phúc của bạn. Đó mới là một tình thân hữu đích thực. Trái lại, nếu chúng ta chỉ biết lãnh nhận mà không biết cho đi, tình thân hữu giữa chúng ta và người khác sẽ bị mất thăng bằng và rồi đi đến tan vỡ. Một nguyên nhân khác có thể làm sức mẻ hoặc cắt đứt hẳn tình thân hữu, đó là sự phản bội, sự bất trung. Đây là hai yếu tố gây nhiều đau thương nhất cho tâm hồn con người. Làm sao chúng ta không khỏi đau lòng, xót xa khi bị chính những người bạn thân thiết, những người đã từng chia sẻ ngọt bùi với chúng ta, manh tâm phản bội lại. Dầu vậy, Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót và thấu suốt mọi sự, người không để chúng ta phải rơi vào ngõ cụt. Người đã trao ban cho con người chúng ta một trái tim biết yêu thương và biết tha thứ. Chính nhờ vào lòng nhân từ quảng đại hay tha thứ được nhận lãnh từ trái tim yêu thương của Thiên Chúa mà chúng ta có thể hàn gắn và nối kết lại tình thân hữu. Điều này quả là khó thực hiện nếu chúng ta không biết dẹp bỏ tính tự ái, lòng tự tôn, và không biết học theo tấm gương cao cả của Chúa Giê-xu, vị Thầy Chí Thánh của chúng ta. Trong suốt cuộc đời trần thế của Ngài, Chúa Giê-xu đã liên tục thể hiện một lòng yêu thương hay tha thứ vô bờ bến đối với tất cả mọi hạng người. Ngài đặc biệt quý mến các trẻ em. Ngài chăm sóc, ủi an những kẻ khốn khổ. Ngài giúp đỡ, chữa lành các bệnh nhân, những kẻ tật nguyền. Ngài gần gũi thân thiện và cùng đồng bàn với những người tội lỗi,
cả với những người luôn tìm cách chống đối phản nghịch Ngài. Đối với các môn đệ, Ngài đã cư xử với họ chí thiết chí tình, đã nâng họ lên hàng bạn hữu. Thầy không gọi các con là tôi tớ, nhưng Thầy gọi các con là bạn hữu. Xem Gioan chương 15 câu 15. Và mặc dù Ngài đã biết trước một Giuđa sẽ phản bội, một Phêrô sẽ chối bỏ, nhưng ngay cả khi sắp tắt thở nhục nhã trên thập giá, Ngài vẫn còn xin ơn tha thứ cho những kẻ hành quyết Ngài. Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Xem Luca chương 23 câu 34. Thật là một tấm gương cao đẹp của tình thân hữu. Chúa Giêsu đã thực hiện trọn vẹn câu nói thời danh của chính Ngài. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống mình vì bạn hữu. Vậy mỗi người chúng ta hãy dành thời giờ chung tay xây dựng, bồi đắp, vun sới cho tình thân hữu của chúng ta càng ngày càng được thêm bền chặt. Để xuyên qua tình thân hữu này, tình yêu Thiên Chúa sẽ đến ngự trị giữa chúng ta, và chính tình yêu của Người sẽ đổi mới bộ mặt thế giới. Ước mong rằng tất cả chúng ta biết cộng tác đóng góp vào chương trình sáng tạo của Thiên Chúa là đem lại niềm hạnh phúc tươi vui cho toàn thể nhân loại bằng chính thái độ hòa bình, hữu nghị và thân thiện của chúng ta đối với mọi người. Bài 14. Dành thời giờ để xây dựng tình thân hữu. Ngày nay, trên khắp thế giới đang xảy ra bao cuộc chiến tranh, những tranh chấp mà căn nguyên là sự kỳ thị chủng tộc, những bất công xã hội, những nhóm quá khích như nhóm Hồi giáo ở Trung Đông hay nhóm người Kitô quá khích tại Bắc Ireland. Tượng đã đến lúc phải đọc lại những lời của Thánh Phaolô khuyên nhủ giáo đoàn Philip. Vậy nếu trong Đức Kitô có sự an ủi nào, có sự khích lệ nào của lòng mến, nếu có sự thông hiệp nào do bởi thần khí, nếu có đức từ tâm hay thương xót nào, thì anh em hãy làm cho nỗi vui mừng của tôi nên trọn, là hãy lo cho được đồng tâm ý hợp với nhau, chia sẻ cùng nhau một lòng mến, một tâm hồn, một trí ý. Đừng làm gì và ganh tị vì hư danh, nhưng thật lòng khiêm nhường, hãy coi kẻ khác trội trang hơn mình. Mỗi người đừng chỉ dán mắt vào những điều sở đắc nơi mình, song cả vào những điều sở đắc của người khác nữa. Các nhà truyền giáo da trắng, sau khi đã trải qua một thời gian giảng đạo tại Phi Châu, đã kể lại những kinh nghiệm chung của họ là phải học một bài học khiêm tốn, bởi vì sự kiêu ngạo mang một hình thức rất tế nhị. Người da trắng cần phải hiểu rằng họ không có sẵn những câu trả lời cho mọi vấn đề của người Phi Châu. Chỉ vì người da trắng có học thức hơn hoặc có nhiều tiền, nhiều của hơn, Tổng thống Kauda nước Kenya đã có lần phát biểu như sau: sự khác biệt giữa người Tây Phương và người da đen Phi Châu là với người Tây Phương, da trắng, khi cần phải giải quyết một vấn đề gì, họ có thái độ tấn công, còn người Phi Châu là dựa trên kinh nghiệm và hoàn cảnh để giải quyết. Khi người Tây Phương đến phòng họp, họ muốn giải quyết vấn đề càng nhanh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Trong buổi họp, nếu có người nào nói những chuyện bên lề, họ sẽ cắt đứt ngay và đi thẳng vào vấn đề thật mau lẹ, càng nhanh càng tốt. Trái lại, người Phi Châu cần nhiều thời giờ để giải quyết vấn đề. Họ thường hỏi thăm nhau về cuộc sống, về gia đình, về công ăn việc làm của nhau trước đã. Họ cần có thời giờ để chia sẻ kinh nghiệm,
để ở bên cạnh nhau, như lời một triết gia Phi Châu. Bởi vì anh hiện hữu nên tôi cũng hiện hữu. Điều mà người ta chờ đợi nơi chúng ta là chúng ta phải học hỏi những kinh nghiệm của các bạn hữu chúng ta. Chúng ta phải học lại nghệ thuật kết bạn, một nghệ thuật mà xem ra xã hội phương Tây đã bỏ rơi mất. Các bạn của chúng ta muốn trao ban đồng thời cũng muốn nhận lãnh từ phía chúng ta. Không phải trao ban của cải vật chất, nhưng trao ban những gì thuộc về bản thân con người. Các bạn hữu của chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm sống của họ cho chúng ta, và sự can đảm trong cuộc sống của họ thực sự khuyến khích chúng ta trong đời sống của mình. Những cuộc tiếp xúc đó quả là những liều thuốc bổ. Chúng ta cảm thấy giá trị của chính bản thân mình. Chúng ta được yêu quý bởi vì anh hiện hữu nên tôi cũng hiện hữu. Tình bạn này cũng có thể phát triển nơi những người không cùng một nền văn hóa, một bối cảnh lịch sử hay chủng tộc. Họ có thể thân thiện với nhau và hiểu biết nhau bởi vì họ chia sẻ cùng một đấng cứu thế, cùng hiệp thông trong một thánh thần của Thiên Chúa và được nâng đỡ bởi cùng một tình yêu. Chính vì lý do này mà không bao giờ chúng ta quá bận rộn đến nỗi không còn thời giờ để gây tình thân hữu hoặc thăm hỏi các người láng giềng, các bạn hữu. Bản sắc của chúng ta không hề tại số lượng những thành tựu, nhưng là ở tại chất lượng của tình yêu chúng ta. Bởi vì anh hiện hữu nên tôi cũng hiện hữu. Bài 15. Dành thời giờ để đón khách theo truyền thống dòng Biển Đức. Thánh Benedicto Biển Đức đã biên soạn bộ lực của Ngài vào thế kỷ thứ 5, tức là 300 năm sau khi đã có những cộng đồng Kitô hữu sống chung với nhau. Điều Ngài đã làm là góp nhặt những chỉ dẫn đơn sơ rút ra từ Kinh Thánh mà Ngài đã cảm nghiệm được, rồi tùy theo các cộng đoàn thích ứng thêm cho phù hợp với ý nguyện của những người muốn theo bộ luật ấy. Bởi vì bộ luật đó đơn sơ và có thể được thích ứng tùy theo các thời đại khác nhau, nên nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Và mặc dù đã trải qua 1.300 năm, nhưng vẫn còn những điều căn bản cho đời sống Biển Đức. Và một trong những điều trọng yếu nhất đó là nhiệm vụ tiếp đại khách. Tất cả các khách tới nhà dòng đều được đón tiếp như chính Chúa Kitô vậy. Vì chính Chúa đã phán: "Ta là khách lạ và các con đã đón tiếp ta." Chúng ta đón tiếp tất cả mọi người, và cách đặc biệt là những ai chia sẻ cùng một đức tin với chúng ta và những người hành hương. Khi vừa được tin báo có khách, thì vị bề trên và các anh em trong dòng ra đón với tất cả vẻ lịch sự của tình yêu thương. Trước hết là cùng cầu nguyện với họ để mọi người cùng được hiệp nhất trong bình an. Tất cả anh em phải tỏ ra khiêm tốn khi khách tới hay khi khách về, bằng cách cúi đầu hay cúi sâu cả thân mình. Chúa Kitô cần được tỏ lòng tôn kính bởi vì chính Ngài được đón tiếp ở nơi họ. Sau khi đã được đón tiếp lịch sự tươm tất, các vị khách cần được mời tham dự các buổi cầu nguyện chung. Cần phải tỏ ra quan tâm và săn sóc các vị khách cùng các người hành hương với sự kính trọng đặc biệt, bởi vì nơi họ Chúa Kitô đang được đón nhận. Chúa Kitô dạy: khi chúng ta làm một điều gì cho người khác thì chúng ta làm cho chính Chúa, vì Chúa được tìm thấy trong tình yêu mà chúng ta tỏ ra cho người khác. Thánh Biển Đức luôn nhấn mạnh về việc phải đưa ra thực hành nhiệm vụ đó một cách nghiêm chỉnh. Tất cả mọi người khách đến thăm nhà dòng
cần phải được đón tiếp như là chính Chúa Kitô vậy. Trong các nhà dòng biển Đức có nhiều loại khách khác nhau. Người Kitô hữu, người không phải là Kitô hữu, bà con họ hàng của các thầy, các bạn hữu, những người không quen biết, có khi có cả những người hiếu kỳ muốn đến xem các linh mục, các tu sĩ sống đời tu hành như thế nào. Cho dù khách thuộc hạng người nào đi nữa, thì các thầy cũng phải luôn nhớ, phải làm sao cho khách cảm thấy mình được đón tiếp niềm nở. Các thầy phải cố gắng chiều ý khách, lo thỏa mãn nhu cầu của họ, để nhu cầu đó trở thành một sự chúc lành của Thiên Chúa đối với họ. Thánh Biển Đức cũng muốn cho các thầy dòng cùng cầu nguyện với các vị khách. Tất nhiên là không bắt buộc họ, nhưng đó là thái độ mà các thầy cần phải có. Lời cầu nguyện là sự rộng mở tâm lòng đón nhận Thiên Chúa, vì thế cũng là sự rộng mở tâm lòng đón nhận người khác. Được bám rễ sâu trong lời cầu nguyện cũng có nghĩa là ảnh hưởng đến người khác. Người khách đến thăm dòng cảm thấy mình có thật sự được chiếu cố, được quan tâm hay không khi nhìn vào nụ cười, khi nghe tiếng nói, khi xem các hành động của các thầy. Vì thế, các thầy cần phải tiếp đón khách một cách khiêm tốn, không bôi bát, không giả vờ, nhưng thực sự phải mở rộng tâm lòng cũng như mở rộng cửa. Đâu có tình yêu thương thì đấy có Đức Chúa Trời. Vì thế, hằng ngày các thầy dòng nhắc nhở chính mình phải tỏ ra đầy tình yêu thương, phải niềm nở và nhã nhặn đối với khách. Dĩ nhiên, các thầy cũng còn có nhiều việc khác phải làm, như cầu nguyện, học hỏi, nghiên cứu, lao động, làm việc với người khác. Nhưng các thầy cũng có thời giờ dành cho bạn hữu, gọi điện thoại, viết lá thư, chen vai sát cánh với người khác trên xe buýt, ngang chuyến phà. Thời gian tiếp khách có thể rất ngắn, nhưng điều này không quan trọng là thái độ đối với khách ghi đậm ảnh hưởng suốt cuộc đời, chứ không phải chỉ một thoáng. Bổn phận đón và tiếp khách có nghĩa là phải tiếp nhận các vị khách trong trạng thái thực tế của họ. Ai cũng xứng đáng được hưởng cùng một tình yêu mến. Các thầy dòng phải nhớ điều đó và thỉnh thoảng phải nhắc lại cho mình, bởi vì điều đó giúp xây dựng và phát triển nhân loại. Ai cũng xứng đáng được hưởng cùng một tình yêu mến. Điều này giúp chúng ta sẵn sàng biết lắng nghe, nghe bằng tai và bằng sự cảm thông sâu sắc hơn của con tim. Bài 16. Dành thời giờ để giúp đỡ người khác. Hai tông đồ Phêrô và Gioan đang sửa soạn bước vào đền thờ thì có một người què xin hai vị làm phúc. Thánh Phêrô nói với anh: "Bạc vàng tôi không có, song có gì thì tôi cho anh. Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh hãy bước đi." Lập tức anh nhảy vùng lên và đứng dậy và đi lại được. Có một điều quan trọng được chứa đựng trong đoạn sách tông đồ công vụ này. Điều thứ nhất, Thánh Phêrô biết mình có những khả năng nào. Một trong những điều gây hào hứng nhất cho cuộc sống của người Kitô hữu là sự hiện hữu của giáo hội. Ở đó, chúng ta khám phá ra các ân huệ của Chúa Thánh Linh: ơn chữa lành, ơn nói tiên tri, ơn khôn ngoan, ơn phục vụ, ơn trao ban, chia sẻ, ơn nói các tiếng lạ, ơn sức khỏe. Tất cả các ân huệ này đã được Thánh Phaolô kể ra trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô. Người thì được thần khí ban cho lời khôn ngoan, kẻ khác được lời trí tri thể theo cùng một thần khí,
kẻ thì được lòng tin trong cùng một thần khí, người thì được những đặc ân chữa bệnh trong cùng một thần khí độc nhất, người thì được những kỳ công phép lạ, kẻ khác được ơn tiên tri, kẻ khác nữa lại được ơn biện phân các thần khí, người thì được các thứ ngôn ngữ, kẻ lại được ơn dẫn dạy các ngôn ngữ. Hết mọi điều ấy cùng một thần khí độc nhất, ra uy làm nên phân chia cho mỗi người mỗi cách như Ngài muốn. Giáo hội bắt đầu nhận ra mình cũng có những ân huệ để trao ban cho con người, không phải chỉ là những ân huệ thiêng liêng mà thôi, mà còn cả những ân huệ thực tế, những điều cần thiết cho cuộc sống hàng ngày mà Chúa Thánh Linh đã đầu tư nơi mỗi người chúng ta. Điều thứ hai, sứ điệp của Kinh Thánh còn cho thấy mỗi người tín hữu, mỗi cộng đoàn từ khắp các đại lục, các hải đảo đều có một cái gì đặc trưng để góp phần xây dựng toàn thể giáo hội và lo cho nhu cầu của con người đang sống trong thế giới này. Điều này gợi ý cho chúng ta rằng phải đem ra sử dụng những gì mà chúng ta đang sở hữu. Sở hữu một vật gì mà không đem ra sử dụng thì có ích gì cho ai đâu. Chúng ta phải học để phục vụ tha nhân bằng mọi cách có thể. Và điều này có nghĩa là chúng ta phải sẵn sàng trả giá và đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của chính mình. Học và thực hành điều đó, chúng ta sẽ trở thành những con người hữu hiệu. Thiên Chúa muốn có một giáo hội thật hữu hiệu, chứ không phải là một cơ cấu bất lực, lắp bắp ích kỷ. Cái giá phải trả có khi là thời giờ nghị lực, tận hiến, có khi là sự hy sinh tạm rời gia đình hoặc từ bỏ vĩnh viễn để ra đi. Điều chắc chắn là không thể nào trốn tránh việc trả giá. Ai trong chúng ta mà chẳng thích lãnh nhận? Người què khi đã được chữa lành liền nhảy lên, chắc chắn là anh rất hài lòng khi được lãnh nhận. Nhưng đôi khi vì một lý do nào đó, chúng ta lại thích cho hơn là thích lãnh nhận. Như thế, việc đầu tiên phải làm là chúng ta phải vượt qua những hàng rào ngăn cản, phải đến gặp gỡ, thăm viếng, quan hệ với người khác, phải dành thời giờ để lặn lội vào các bến chợ, nơi công cộng, chứ không chờ để gặp người què bên ngoài nhà thờ. Chúng ta phải có mặt nơi nào có con người, chúng ta phải ở trong tư thế sẵn sàng để kẻ khác có thể đến tiếp xúc với chúng ta. Muốn thế, chúng ta cần phải tỏ ra can đảm. Trong trường hợp người què, chúng ta phải giúp đỡ anh ta như thế nào? Chúng ta cần có can đảm để nói: "Nhân danh Chúa Giêsu, anh hãy đứng lên mà đi." Cũng cần có can đảm để dấn thân giúp đỡ người khác trong bất cứ trạng huống nào của họ. Vậy chúng ta hãy đầy lòng tin tưởng và nhắc nhở những ân huệ mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chắc chắn là hai vị tông đồ Phêrô và Gioan đã đầy lòng tin tưởng như thế. Phần chúng ta hãy dành thời giờ dấn thân giúp đỡ mọi hạng người. Hãy yêu con người, hãy tìm giúp đỡ con người, hãy biết cho và biết lãnh nhận từ nơi con người. Hãy siết chặt hơn mối dây quan hệ với mọi người. Bởi lẽ, bất cứ điều gì chúng ta có là để góp vào lợi ích chung cho mọi người. Bạn có thích dành thời giờ để cộng tác với người khác không? Có một số người thích làm việc một mình và chỉ trông nhờ vào chính mình. Họ cũng không thích chơi chung với ai. Tại trường học, có những môn thể thao chơi đơn, nhưng cũng có những môn phải chơi đôi. Tinh thần đồng đội, tinh thần cộng tác. Càng đọc phúc âm, chúng ta càng thấy Chúa Giêsu cố dạy cho các môn đệ biết làm việc chung với nhau.
Chúng ta nhớ biến cố Chúa Giêsu đã cho 5.000 người ăn. Thánh Marco kể, vừa ra, Ngài đã thấy dân chúng đông đảo, và Ngài chạnh lòng thương xót họ, vì họ như cừu chiên không có người chăn giữ, và Ngài lên tiếng giảng dạy cho họ nhiều điều. Giờ đã khá muộn, môn đồ đến gặp mà nói, chốn này hiu quạnh, lại giờ đã khá muộn, xin Thầy cho họ giải tán, để họ đi đến các trại và làng mạc quanh đây mà mua gì ăn. Đáp lại, Ngài nói với họ, thì các ngươi hãy cho chúng ăn. Xem Marco chương 6 từ câu 34 đến câu 37. Rồi câu chuyện tiếp tục cho chúng ta biết, với 5 chiếc bánh và 2 con cá, sau khi mọi người đã ngồi xuống, Chúa làm phép bánh và cá, Ngài trao cho các môn đệ để các ông đem phát cho dân chúng. Họ ăn và mọi người được no nê. Đó là một bài học mà hồi đó Chúa Giêsu muốn dạy cho các môn đệ, và các môn đệ của Chúa Giêsu cũng giống như chúng ta ngày nay, có trách nhiệm chia sẻ tin mừng cho tất cả mọi người. Và tin mừng này nhờ thần linh của Chúa Giêsu mà được lan tràn khắp nơi. Nếu chúng ta cùng cộng tác với nhau để chia sẻ tài nguyên của trái đất này, chúng ta sẽ đủ dùng và có cả của dư nữa. Chúng ta hãy nghĩ đến quần chúng đông đảo. Họ là ai vậy? Phần đông là những người nghèo, và Chúa Giêsu truyền cho chúng ta hãy cho họ ăn. Chúng ta phải quan tâm đến họ. Chúng ta phải làm cho họ khỏi đói về phương diện thực phẩm tự do, di chuyển thế giới khỏi ô nhiễm. Nếu chúng ta trung thành, chúng ta sẽ có thể tìm được đủ khả năng ngay từ bản thân chúng ta, như các môn đệ xưa, các khả năng để chia sẻ, và nếu còn dư thì còn chia sẻ nữa. Một câu chuyện điển hình cho sự chia sẻ này. Tại Italia, có một cộng đoàn gọi là Cộng đoàn Thánh Egidio. Một hôm, một người trong cộng đoàn này dẫn một người bạn tin lành vào thăm một nhà thương tư. Người thanh niên của Cộng đoàn Thánh Egidio này, theo lời kể của bạn tin lành, đi từ giường này tới giường kia. Đi đến đâu, anh cũng được các bệnh nhân reo mừng đón tiếp thật nhiệt tình. Anh ôm hôn từng bệnh nhân một, anh ngồi lại với mỗi người chừng 1-2 phút, trao đổi vài câu đùa vui, hoặc một chuyện gì quan trọng có liên quan đến việc cần làm cho người nằm viện. Rồi anh lại ôm hôn họ trước khi đi đến với người khác. Những cuộc tiếp xúc thật cảm động, cho dù ngắn ngủi nhưng chan chứa tình người. Người thanh niên của Cộng đoàn Thánh Egidio quả đã và đang làm những điều kỳ diệu. Anh ta làm, và những thanh niên khác cũng đang làm những điều đó. Công việc của họ được khơi nguồn từ lòng nhân từ và cảm thông của Chúa Kitô, và tiếp tục việc cộng tác với Ngài, với các anh em khác, để mang lại hạnh phúc đến cho nhiều người. Nhân danh Chúa Kitô. Bài 18. Dành thời giờ để chăm sóc những người già yếu. Bàn đến tuổi già, quả là một điều can đảm. Có người khác lại nói, ớn quá. Nhưng không thấy ai nói, bàn về tuổi già, đó là một điều cao cả. Thực ra, tuổi già có được ví như một miền đất mà chỉ người dân trong miền đất đó mới có thể mô tả được một cách chính xác. Những vị cao niên từ 75 tuổi trở lên, các cụ ông, cụ bà, có thể kể lại cho con cháu biết bao chuyện, bao kinh nghiệm, những giấc mơ, những hoài bão, những ước vọng, những mốc lịch sử, những biến cố đã xảy ra trong cuộc đời kéo dài của các vị. Các
cụ bàn đến thời gian trôi qua và cả đến vấn đề vô thời gian nữa. Và đâu đây phải là một vấn đề dễ bàn đến nếu người ta không phải là các nhà thần học. Các câu chuyện của các cụ thật dài, bao nhiêu kỷ niệm từ ký ức được lôi ra, nhưng đây đó các cụ đều cùng thốt ra một cảm nghĩ: ôi sao mà mau quá, mới ngày nào mình còn bé xíu thế này mà bây giờ đã 80 tuổi rồi. 80 hay hơn 80 nữa là khác. Những cảm nghĩ này thật quý hơn vàng. Và nhiều cụ khi đến tuổi già thường tỏ ra lo lắng đến đời sống thiêng liêng hơn. Nhưng phần đông các cụ thường đưa ra một kinh nghiệm chua xót này là: con cháu quả là có lo cho các cụ chu đáo trong lúc tuổi già thật, song xem ra sự quan tâm này vắng bóng sự yêu mến, tình thương mến thực sự. Nhiều cụ đã đi đến một nhận xét căn bản sâu sắc một vấn đề ẩn giấu bên trong, đó là các cụ không được yêu mến, các cụ cảm thấy mình không được yêu thương thực sự. Rất nhiều người đối xử với các cụ một cách lạnh nhạt, tránh tiếp xúc gặp gỡ các cụ. Và chính vì lý do không thể yêu thương các cụ được nên người ta giải quyết vấn đề. Các cụ già xuyên qua các tình cảm như là bổn phận, nhìn xem các cụ bằng con mắt nửa thương nửa hại, nửa coi nhẹ. Thương hại cho ông già, cho bà già, sao mà các cụ xuống quá. Các con cháu lo lắng cho các cụ có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, gửi các cụ vào các viện dưỡng lão của các bà phước, các trung tâm xã hội cho các người già cả khi đau yếu được thuốc men đầy đủ, và có khi còn lo cho các cụ những phương tiện giải trí, tivi, đầu máy chiếu video vân vân. Họ lo lắng cho các cụ nhưng không thực sự quan tâm, và họ tin rằng các cụ bất hạnh lắm bởi vì tuổi già thì đâu có gì hạnh phúc. Tuy nhiên, trải qua bao thế kỷ, văn chương nghệ thuật đã trình bày niềm vui nỗi khổ luôn được pha trộn lẫn lộn trong cuộc sống. Khi già cũng như lúc trẻ, tuổi già và tuổi trẻ có khác nhau thì cũng chỉ khác ở khoảng cách của cái chết. Người có tuổi thường tỏ ra khó chịu khi thấy những người chăm sóc mình tỏ ra quan trọng, không dám nói to, đi lại rón rén, như thể các người già đáng kính vì sắp phải chết. Họ tỏ lòng cung kính trước sự oai hùng của cái chết thì cũng phải cung kính trước sự oai hùng của cuộc sống thường ngày chứ. Có một người cháu gái một hôm mạnh dạn hỏi bà nội, lúc đó đã gần 100 tuổi, xem già như vậy thì bà cảm thấy như thế nào? Bà cụ trả lời: có sao đâu, mình tỉnh giấc, rồi mình ngạc nhiên: ủa, mình vẫn còn ở đây à? Thế rồi mình đi pha một ấm trà. Kinh Thánh đã đề cập đến tuổi già, cả khía cạnh đen tối, cả khía cạnh sáng sủa. Khía cạnh đen tối, cộng niên tuế ước chừng 70, khỏe lắm chăng cũng được 8 tuần, hầu trọn kiếp chỉ là lao đao khốn khó. Vì năm tháng sầm sập qua đi và chúng tôi vượt mất. Khía cạnh sáng sủa, cụ già Simeon và cụ bà Anna đã 84 tuổi, tuy rất già nhưng cũng còn bám víu lấy cuộc sống, vì cả hai đều có lý do đặc biệt. Sống lâu hay sống ít ngày là một vấn đề riêng tư.